Quen không? Không có ai mới hả? Không có ai mới được anh em. Trời ơi, chán thiệt, cái chương trình gì quen không mà MC cũng quen đó. Trời ơi, đền. MC cũng quen đó. Trời ơi, đền. Trời ơi, hai bạn đứng kế anh em mới thấy chứ nọng á. Tại vì virus là virus là người ta sát, là người ta do ốm cơ địa. Còn song luân nó sát là do nó ốm tập tành. Còn anh mới thấy trời ơi, anh cũng sát đó mà một hồi anh nín thở anh còn cái sát không đó, hiểu không? Nói với anh là em mặc đồ vàng rồi mà sao tự nhiên anh mặc với y chang em vậy? Sao đừng có nói trước cái chuyện đó ra em ơi, không có chuyện đó mới công ta hiểu lầm nữa. Mai báo đăng đó, Đại Nghĩa Nam Cường, tình trong như đã mặc ngoài còn ê. Dekuma, bộ sản phẩm dành riêng cho da mụn. Dekuma, hết mụn viêm, hết thâm sẹo. Có một cái sự hài hòa không hề nhẹ. Có hài hòa, cái này là một cái sự mà hẹn trước, hẹn hò trá. Anh là một đội phải không? Không có. Hôm qua em nói với anh là em mặc đồ vàng rồi mà sao tự nhiên anh mặc với y chang em vậy? Sao đừng có nói trước cái chuyện đó ra em ơi, không có chuyện đó mới công ta hiểu lầm nữa. Mai báo đăng đó, Đại Nghĩa Nam Cường, tình trong như đã mặc ngoài còn ê. Nói vậy thôi chứ cùng stylist. À đúng rồi đó, mượn cùng shop. Anh đồ em mua mà sao nói em mượn? Thì em có nói gì đâu, anh cũng mua cùng với em đó được chưa? Thôi bỏ qua cái chuyện đó đi, đừng có nói nữa, người ta khui rồi mình ta bây giờ. Khui rồi mình ta bây giờ. Anh y chang cái mặt anh rất lúc khui Diệu Nhi. Anh mà nếu mà anh xài hoài mà một hầu mà có như cái sự chịu đựng của tụi em lên qua ngưỡng đó. Ừ. Nó mà trái một cái là có thêm món heo quay lửa hồng nữa, tôi nói rồi đó. Ủa nó nghe nè, tự nhiên nó heo quay lửa hồng vậy đây, ý là sao Giang? Ý nói anh mập mới còn hỏi nữa. Hỏi gì? Nói gì mà ngang ngược vậy hả? Hôm nay là chủ đề rằm trung thu mà. À, thấy chú Cùi, thấy chú Cùi đứng hả? Em xin phép Bình Nghĩa, chắc nhờ Trấn Thành với lại mọi người tham gia ngày hôm nay có thể nói về mọi vấn đề, đừng nói về tình yêu. Không lẽ có những cuộc tình tan vỡ ở đây? Cuộc tình đến rồi đi, buồn làm chi, nhung nhớ làm gì? Điều mà Giang vừa mới nói là dành cho Hoàng Thùy à? À không, em đâu nói phụ nữ, mình đâu nói được. Không nói phụ nữ. Vậy đây, ngoài người phụ nữ này ra thì có em không có nói là nói anh Thuận vậy đâu á nghe. Mùa trước là em giỡn dữ lắm vậy, nhưng mà mùa này em hứa với ba má em rồi, em phải chững chạc, em phải trưởng thành lên. Đây là phải chương trình dự báo thời tiết đâu. Bởi vậy Thuận ơi, xong hứa với ba má là đừng tham gia chương trình nữa. Em ơi, tại sao em không hứa với ba má là em tìm cho em một tình yêu mới ngoài em bé kia? Bé nào? Bé nào anh Thuận? Tôi vừa mới nói cái gì vậy? Tôi vừa mới nói cái gì vậy? Anh Nghĩa. Anh Nghĩa. Anh nói vậy rồi người ta biết nhỏ đó là. Đừng nói gì. Đi. Đừng có nói như vậy. Anh có biết là sau khi mà chương trình phát sóng anh nhỉ, từ Tết tới giờ em đi đâu người ta cũng hỏi chứ bộ. Sắp cưới phải không? Sắp cưới phải không? Cái em hỏi cưới ai? Cưới ai? Cưới ai? Anh đừng nói nữa. Người ta hỏi cưới ai? Đó, thôi đừng nói nữa. Em chỉ hỏi là sao biết. Cái kêu trời, Đại Nghĩa, Trường Giang với Trấn Thành nói quá trời trên TV đó. Trời ơi, bây giờ em có muốn một lời đính chính không? Đúng rồi, anh đính chính cho em để còn lấy vợ chứ. Kính thưa quý vị, giờ phút này ở đây tôi vẫn còn độc thân duy tính nha mọi người. Dạ không có, chưa có kết hôn gì nha mọi người. Độc thân thì có rồi đó, không biết có duy tính hay không thôi. Em ước gì em có cây lược ở đây. Tội nghiệp nhỏ à. Chào em. Dạ chào anh. Chào em. Sao bữa nay đơn giản vậy, dịu ngọt vậy? Bộ đồ của em thể hiện là cuộc sống em là những người trong trắng tinh khiết. Đúng rồi, tinh khiết vậy? Nói tới đâu là ốc ác nó mọc tới đó luôn vậy đó. Trời ơi, có nhiều người sao nói không ngưỡng nguyện gì đó. Vàng úa. Làm gì vàng úa? Bầm dập. Đây là cuộc sống tao phong phú. À phong phú. Còn đây là cuộc sống này là gì biết không? Màu đen tượng trưng cho đất. Ủa, mới có mù nhà màu không vậy? Có mù màu không? Nhìn ra màu đen vậy? Bọc đô chứ hả? Bọc đô. Đó là cái màu mà giống như màu rượu vang mà lâu năm đúng, đó em. Đúng rồi, mắc nó tiền. Nó nồng nàn lắm đó, anh lâu năm phải mặc đồ lâu năm chứ. Thôi đi về chỗ ngồi của mình đi. Kêu hai đứa em ra để chào khán giả, nói cái gì vui vui với mọi người mà trù dập anh mình quá. Hy vọng là tới đây em sẽ được học hỏi nhiều đàn anh đàn chị của mình. Dạ. Kính thưa quý vị thân mến, anh Đại Nghĩa là một trong những người đàn anh. Xin lỗi anh, em đâu biết là chỗ này nó có nút. Tại sao mà xé đồ anh như vậy hả Giang? Đó. Nè, nó lại thì hay coi nè. Xin lỗi anh, dạ, cái này cũng có nè. Ở đâu cũng có nút hết trơn, trời, đừng có đụng tới người anh. Càng ai càng trẻ trung, bẻ tuổi trở về với tuổi thơ. Tuổi thật của anh là như vậy đó. Anh nhiêu rồi? Thôi đừng có nói. Bên đây đúng cái tiêu chuẩn mà em mơ ước không? Thì có bộ đồ đẹp thôi chứ.
đâu. Trời, cái thân hình mình dây slim fit dày là mơ ước của em mà thằng. Dạ, em dẫu có mập nha, nhưng mà để ốm như virus dạ thôi nha. Dạ. Sợ virus mỗi lần đi đâu và đám đông sợ lắm. À, sợ virus hả? Ta lớn qua lớn lại ngồi không thấy ổng đâu á. Nhỏ con quá, cái gì mà ốm dữ vậy virus. Lần nào anh Thành gặp em cũng chê quá. Buồn quá nhưng mà em vẫn cứ ốm, không hiểu sao. Dạ chắc là do em là em mê làm việc. Mà nên em ngủ không có đủ giấc, còn ngủ hơi khuya. À. Dạ. Rồi ăn uống sao? Ăn uống em ăn được đấy ạ. Nhưng mà chỉ là ngủ không được đâm ra. À, cho nên là bạn ấy vẫn ốm hoài. Còn song lưng sao đẹp bền vậy em? Em vẫn ăn uống đầy đủ, tập thể dục thường xuyên. Em nghĩ là nếu mà thời gian tới mà virus tập thể dục thì chắc có thể cải thiện được cái cơ thể. Thời gian ngủ okay. Còn có chứ đâu mà tập thể dục. Anh Nghĩa, hai bạn đứng kế anh em mới thấy chứ. Nọng á. Tại vì virus là người ta sát, là người ta do ốm cơ địa. Còn song luân nó sát là do nó ốm tập tành. Còn anh mới thấy trời ơi, anh cũng sát đó mà một hồi anh nín thở anh còn cái sát không đó, anh hiểu không? Thành à, đừng có nói cái điều mà nó không có thật như vậy. Nhả ra đi, nói chuyện rõ xíu anh nha. Nọng đâu? Nhả ra. What is nọng? Em cưng đó anh Nghĩa. Sao vậy? Bữa nhìn bộ đồ anh em cưng quá à. Gì cưng? Bộ đồ này á, em ước gì có Sơn Tùng đứng đây. Anh biết sao không? Sơn Tùng mà đứng đây ha, chứ anh Đại Nghĩa đứng đây, chứ mình dán mát dưới đây. Hàng online, hàng giao về nhà thực tế. Anh thấy cái đồ này là cái thời trang ứng dụng tốt nha. Đúng em. Mỗi lần mà lên cơn á, lấy hai tay tối lại vậy nè, đó khóa rồi đó, vậy nè. Khi bị cảm đây, chùi mũi. Anh bữa anh bạn biên tập định đổi MC mà tao không chịu. Em biết sao. Thì thử kiếm một MC khác đi. Em nói rồi chứ nói gì? Ai mà có thể dẫn chương trình này thích hợp hơn tại người ai mà có thể đứng ở đây một cái miệng mà đối địch với một lúc sáu cái miệng khác được bằng anh. Anh Nghĩa đừng nói vậy, anh Nghĩa là một mình tôi chấp nguyên chợ Bến Thành. Không, mình tém cái nọng vô. Tại vì đưa ra đó, cái nọng nó xà xuống nha. Anh kỳ quá. Em phép về trước đụng chạm quá. Ủa cũng có em nói Giang. Có. Anh làm như anh không có vậy. Trời ơi, nọng anh bằng bắp tay em nói thiệt á. Anh Nghĩa là bị đi ngược lại với nghịch lý. Người ta nói là thời buổi hiện đại thì người ta càng muốn ăn chay nhiều hơn để trở về với cái thực phẩm sạch và để giúp cơ thể nó cường tráng và khỏe mạnh. Anh Nghĩa là đi ngược lại nghịch lý đó, anh càng ăn chay anh càng mập. Tại vì hộp đồ ăn đó em. Không, thực ra ăn chay là chỉ để thanh lọc cơ thể cho nó sống khỏe và với là một cái tâm mình tịnh đó, đúng không anh? Đúng rồi em. Chứ còn mập là mập à. Ăn nhiều là mập à. Nhưng mà thấy anh Nghĩa là ăn chay càng nhiều thì càng ngày càng trắng ra. Trắng nha. Không, cái này là do đánh phấn mà phải ăn chay. Ý đúng rồi. Ơi dày. Ủa nó nghe nè. Dày. Đến với cái chương trình này ai không đánh phấn chỉ anh coi. Dạ nhưng mà được cái phấn anh nó dày mà nó sáng số hơn của anh. Nếu vậy thì em phải hỏi thăm mấy em bé mấy cấp trong chương trình. Đứa nào vậy? Đánh cái gì? Đứa nào gì mà anh sáng hơn em? Đứa nào làm phấn anh về sáng dữ vậy? Hồi nãy em thấy anh là quên hộp phấn, em mượn hộp phấn của con Sam. không có gì ngạc nhiên, mấy gái đẹp nay xui lắm. Dạ. Những nhân vật còn lại cũng quen thuộc với chương trình và quen không có ai mới hả? Không có ai mới được các em. Trời ơi, chán thiệt, cái chương trình gì quen không mà MC cũng quen nữa. Trời ơi, MC cũng quen nữa. Trời ơi, không lấy gì muốn đổi luôn. Không lấy gì đổi anh luôn. Trời ơi, ác ghê. Ác ghê luôn Thành. Thôi, đừng nói gì với em hết. Đừng nói gì với em hết. Đứng Nghĩa ơi. Còn cái ai đẹp? Sát vô Nghĩa. Hả? Tại vì anh đứng dậy nè thì camera lấy hình không bị khập khiễng. Anh đứng gần lại đi anh. Hả? Anh đứng gần lại đi. Không, anh vô giữa đây. Vô đây, đây, đây. Anh cứ vô đây. Trời ơi nè, không? Nhìn đi nè, không? Nè cô dâu đẹp trai, chú rể đẹp trai. Anh Trường Giang với anh Thành xuống chân. Cậu dâu không, tại vì dạ. Có ở giữa có bà gì rồi không dám xuống. Dạo này mặc quần áo là theo mỗi ngày, theo cơ địa. Hiện tại đang bị. Theo em thì cái địa dạo này nó thế nào? Hiện tại đang bị cảm sốt sổ mũi rồi thì cũng hợp lý luôn. Cái khăn này á là để làm gì Trường Giang biết không? Làm gì? Là để dặm nước mắt mỗi lần Trường Giang loại lộn thí sinh đó. Em ơi,
Em không nên dặm nước mắt. Nếu như Trường Giang loại lộn thí sinh thì Trường Giang sẽ là người dặm nước mắt. Bởi vì sao? Trong mùa mới này nếu mà loại lộn thí sinh bỏ 2 triệu tiền túi ra đền bù cho người ta, nhớ nhưng không? Nhưng mà đó là những khách mời đến đây chứ chúng tôi chủ nhà không tốn tiền. Em ơi, sao em không có trách nhiệm khách mời nhà em vậy? Nói vậy rồi ai dám về nhà mình? À, tùy khách mời. Ví dụ mấy đứa trẻ trẻ xinh xinh tới thì mình cố gắng hết sức. Đó thì em chỉ còn mấy người mà bắt đầu nó hư là leo qua tứ hàng mình gọi là dạ chào cô chào bác đâu á. Tự nhiên nó muốn làm gì làm hả? Trùng lợn. mấy chị mấy cô mấy thím muốn làm gì làm, em không có ý kiến. Em không có ý kiến. Mà nhất là mấy người mà bận đồ hay có bông bự đồ đó anh. À vậy hả? Mấy người mà lớn tuổi ta hay bận đồ bông bự. Những người đó ta gọi là bị hoang mang về nhan sắc. Chính xác. Sao vậy? Người ta gọi là những người níu kéo thanh xuân. Trời ơi em ơi, em nói vậy rồi lỡ như một lát nữa khách mời của chúng ta tới có cái bông bự chà bá lửa rồi. Ôi ai nói em chối đó nghe. Đất ơi, sao mà không có trách nhiệm với cái lời nói của mình. Tự nhiên thì cái rét này la. Tiên học lễ hậu học văn, kính lão đắc thọ. Em chào anh. Trời ơi, đây tất cả đều là thầy, anh nghĩ là cũng là thầy dạy diễn viên luôn. Các em nghệ sĩ trẻ đang ngồi coi thầy cô đó. Giữ tư cách em nha, giữ tư cách. Anh Nghĩa, em qua đây nhưng mà giờ em sẽ thuộc về phe nào? Em không được đứng ở đó, bởi vì đứng đó là mất cái mặt của anh. Ủa vậy hả? Em quay nè bà. Ủa vậy hả? Cái bông bà nó bự rồi. Nhưng mà cái bông bự của em đẹp hơn mặt anh Nghĩa phải không? Em thích. Xin lỗi Xuân Lan à, cái bông của em không bự mà cái mặt của anh đâu. Ủa tôi nói gì ngu vậy? Em nhìn thấy sự hoang mang của Trường Giang và Trấn Thành rồi.